Chào quý vị khán giả, nhắc đến Venezuela nổi tiếng khắp thế giới với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và nơi sinh ra những nữ hoàng sắc đẹp đoạt nhiều giải cao tại những kỳ thi quốc tế. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về thiên nhiên, trong đó có thác Encho là thác nước cao nhất thế giới tại Venezuela nhé. Thác nước Encho là một thác nước tại Venezuela. Thác nước với dòng chảy thẳng cao nhất thế giới, có chiều cao 979m và dòng nước đổ xuống cao 807m. Thác nước đổ xuống từ trên rìa núi Ajanti thuộc công viên quốc gia Canaima. Thác nước là một di sản thế giới được UNESCO công nhận thuộc vùng Gran Sabana thuộc bang Bolivar. Con số chiều cao 979m bao gồm dòng nước đổ xuống chính nhưng cũng còn khoảng 400m là thác ghềnh và thêm 30m độ cao hạ lưu đổ xuống các ghềnh riêng. Thác nước Encho là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Venezuela, mặc dù để đi đến thác là một hành trình rất khó khăn. Thác nước nằm trong một khu rừng hẻo lánh. Một chuyến bay từ Puerto Oda hoặc Ciudad Bolívar sau đó đến điểm cắm trại Canaima, đây là điểm khởi đầu cho chuyến đi theo dòng sông đến chân thác cao nhất thế giới này.